Dạ, em xin thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích Mai Vàng Bonsai Cây Kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hả cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục quay trở lại với chỗ của chú Phúc ở cầu Bình Thủy hả cô chú anh chị. Giao lưu đến cô chú anh chị mình lô phô mai vàng đó, chia cành đẹp đế đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép cho clip hôm nay luôn nha. Dạ con xin chào chú Phúc ơi. Rồi chào Nghiệp ơi, Nghiệp ơi. Dạ, cũng chào anh chị gần xa. Em cũng cảm ơn anh chị nhận xa cũng hộ em mấy clip vừa qua. Em cũng nghĩ cả 2-3 tuần nay anh chị em cũng có một cái lô mới về là được 29 phôi. Mong sự ủng hộ của anh chị à. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Số điện thoại của em là 0939 524 41 nha anh chị. Số Zalo này cũng này anh chị. Dạ rồi. Đây là mã số 1 của chị ơi. Rồi mã số 1 bữa nay có bán chùm vụt không chú? Có bán chùm vụt không? Cho mãi. Cho khuyến mãi luôn. Rồi. Mã cây số 1 là cũng cây cũng già cây nha anh chị. Quay quay mai mà có bồn chùm vụt cứ để nước miếng hết trơn thì sao chịu nổi chú. Rồi cây này đế cũ đẹp nha cô chú anh chị ơi. Quá nha anh chị, cái cây này là cây dán tử, cây tử nha chị. Dạ, cây này đủ. Dính điền luôn. Cây tử rất là dễ thương luôn nha cô chú. Rồi, con xin thông số mã số 1. Em này là được 18 anh chị. Dạ, quanh 18, cây già cây nha cô chú. Chiều cao 40. Dạ, cái chỗ tử luôn anh chị ơi. Cái tử luôn này được là 33 nha anh chị. Dạ, 33. Rồi, mã số 1 em giao luôn với anh chị là 900 ngàn nha anh chị. Ba phép toàn quốc luôn à. 900k luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay em quay trẻ nước miếng sốt rồi đó. Rồi, đổi luôn con. Rồi, tiếp tục mã số 2. Mã số 2 anh chị. Rồi, cái này phôm tàn cao nha cô chú anh chị. Thích hợp chơi zin cũng như là mình chơi ghép ha. Đế đẹp luôn cô chú anh chị. Đế đẹp nha anh chị. Nhỏ mà đế lực đế đẹp như quý cô chú anh chị. Đó, cái nồi đế này ha. Cá hồ nghệ cũng dễ cho anh chị ơi. Dạ, rồi, con xung quanh luôn. Em là quanh được 16 anh chị. Dạ, quanh 16. Đó, cái nồi đế này đẹp nha cô chú. Chiều cao được 1 mét anh chị. Dạ, chiều cao 1 mét. Rồi, mã số 2 em cũng giao luôn với chị 900 ngàn anh chị ơi. Ai phép tàu quát luôn chị. Rồi, 900k, mã số 2 nha quý cô chú mình ơi. Rồi, số 3. Một cái con gì? Mã số 3, một cây mini anh chị ơi. Dạ, nằm đưa bè hai cái. Dạ, không nghĩ dễ cho anh chị ơi. Giống như con ếch mà đưa hai cái giò phía sau gian cái chân hai bên nha cô chú anh chị. Mã vàng mã số 3. Hai giò nó bẹt ra, hai giò trước cái nằm nha chị ơi. Dạ. Nhìn cây quái quái. Quái dễ chơi nha quý cô chú. Dạ em này được 19 nha anh chị. Dạ quanh là 19 nha quý cô chú. Chiều cao được 20. Dạ. Hai cái giò gà bè ra được 30. Dạ. Rồi mã số 3 em giao luôn với anh chị là cũng 400 ngàn anh chị ơi. Rồi 400k. Ba xếp từ đâu anh chị? Ba. Số 4 luôn nha cô chú anh chị ơi. Một cây mã số 4 anh chị ơi. Số 4. Giá mềm dễ chơi anh chị. Rồi cây này nó già lên cho mẹ. Dạ cây già lên mẹ chơi chị. Đâm tượng luôn rồi nè cô chú anh chị. Cây rất là khỏe ha. Rồi. Số 4 cô chú ơi. Em này được 19 anh chị. Dạ quanh 19 giá rất dễ lựa chọn cô chú. Chiều cao là được 30. Rồi mã số 4 em cũng giao luôn với chị 600 ngàn anh chị ơi. Rồi 600k mã số 4. Một cây mai vàng da nè. Mã số 5. Mã số 5 anh chị. Cây này dán hơi siêu. Dễ whip luôn cô chú anh chị ơi. Thế nằm một bể luôn ha. Bệ đẹp anh chị, cũng già cây hết trơn anh chị. Bệ đế luôn nha cô chú anh chị. Đế rất đẹp anh chị. Dạ rồi. Quanh em này được 19 à? Dạ quanh 19 cô chú ơi. Mã số 4. Ai với cái nồi đế anh chị ơi. Nồi đế được 93. Chiều cao được 60. Rồi mã số 5 em giao luôn anh chị cũng 900 ngàn anh chị. Dạ rồi 900k cây mã số 5. Tiếp tục cô chú nha. Cây số 6. Mã số 6. Cây số 6 nha quý cô chú anh chị. Cây kéo nhựa luôn rồi nè cô chú ơi. Về là mình xả bầu trồng liền cây nhỏ mà để cũ nha cô chú. Rồi con xin thông số nha. Em này được 18 nè. Dạ quanh 18.
Chiều cao được 30. Rồi mã số 6 này em giao lưu anh chị là 400 ngàn nha anh chị. Dạ 400k. Mai vàng mã số 6 một cái thủ nha cô chú anh chị nha. Rồi mã số 7. Mã số 7. Rồi cây lùm lực đế hơi nơm nha cô chú anh chị. Cây cũng rất đẹp nha anh chị. Cây lùm lực rất là khỏe luôn ha. Cái ngựa luôn rồi nha cô chú. Dạ rồi. Đế rất đẹp, đẹp, đẹp quá anh chị. Và năm này được 19 nè. Dạ quanh 19 nha cô chú ơi. Chiều cao 27. Dạ. Rồi mã số 7 em cũng giao luôn anh chị là 400 ngàn nha anh chị. Rồi 400k. Cây mã số 7 400k. Mã số 8. Rồi cái này hơi cao nha cô chú anh chị. Quá chi cầm đầy đủ luôn. Tâm tục quá chừng luôn. Đế cũ luôn nha cô chú. Đó mép đẹp nha anh chị. Đó tâm tục nè cô chú anh chị nha. Đế tròn do luôn. Em này được cả 21. Dạ hoành 21. Chiều cao 62. Rồi mã số 8 này cũng giao lưu với anh chị là 900 ngàn anh chị ơi. Dạ 900k. Cây mã số 8. Rồi số 9 luôn cô chú anh chị thích hợp cây tàn ha. Tán bonsai cũng đẹp luôn. Cây này có một củ vàng tròn do. Cây rất đẹp nè chị. Ô cục đây nha anh chị. Cái này có cục vàng thỏi nha chú. Rồi, cái này có cái thỏi vàng này nha cô chú anh chị. Cục bú tròn do luôn. Có cục của chú này tròn do đẹp nha anh chị. Chừng trong đó có vàng nhẫn cua hột sòn gì trong đó chú ơi. Nó kêu lên xù luôn nha cô chú anh chị. Bú tròn do luôn ha. Dạ, rồi. Em đo chú ở trên nọt đây là được 18 nha anh chị. Ra quanh 18. Chiều cao được 1m1. Rồi mã số 9 này em giao lưu với anh chị là 1 triệu đồng chẳng anh chị ơi. Dạ 1 triệu nha cô chú. Rồi mã số 10 cũng là một cây phân tàn luôn. Không cao luôn nha cô chú chị ơi. Mai vàng giá hữu nghị bao ship toàn quốc nha quý cô chú chị. Cây mã số 10 ha. Cái cây này đế có cũ hết nha cô chú. Để rất bái rất đẹp anh chị ơi. Đấy, về cô chú chị để là cũng được, màu ghép cũng được nha. Rồi, em này được 18 nè. Dạ, quanh là 18. Chiều cao được 1m05. Rồi mã số 10 em giao lưu anh chị là 800 ngàn anh chị ơi. Dạ, 800k cô chú ơi. Cây mã số 10. Rồi 11 luôn. Cây một củ đế luôn cô chú anh chị. Đế cộng lực luôn ha. Đế củ luôn. Một là cái cũ đế là đẹp đó chị. Đi cầm đầy đủ về cô chú chị mình tiễn lại ha. Nguyên cái cũ bệ nha chị. Bệ cũ luôn. Cái này em đo 29 anh chị. Dạ. Em đo vị trí cái này được là 20 à. Dạ quanh 20. Em đo sát ở dưới luôn nha anh chị. Sát dưới đây là được là 28 nha anh chị. Đó. Chiều cao được 67. Dạ. Rồi mã số 11 em giao luôn với anh chị 1 triệu đồng chẳng luôn chị ơi. Rồi 1 triệu luôn cô chú anh chị nha. Không mấy vàng mã số 11. Rồi mã số 12 à. Cũng là một phong đi vàng đế cũ nha cô chú anh chị. Chi cành có đầy đủ luôn. Chi cành đầy đủ dễ chơi dễ. Rất đẹp cây đế già dạ chân anh chị. Cô chú anh chị. Em này được là 23. Dạ, quanh là 23. Chiều cao được 75. Rồi mã số 12 này em giao lưu với anh chị cũng 900 ngàn anh chị ơi. Dạ, 900k. Mã số 12. Mã 13. Mã số 13. Một cây dáng cực lắc lên cô chú ơi. Chỉ cần có đầy đủ luôn ha. Cây mã số kẹp 13 chị. Cũ hả? Để nguyên một củ đặc luôn nha cô chú. Dạ rồi. Em này được 21 à. Dạ quanh 21. Chiều cao được 65. Rồi mã số 13 này em giao luôn cho anh chị là cũng 1 triệu đồng chẳng anh chị ơi. Dạ rồi 1 triệu mã số 13. 14. Mã số 14 một cây mai vàng tiếp theo nha quý cô chú. Số 14.
cây ớt quái nó nhỏ mà nó rễ để đẹp nha chị. Cây nhỏ mà để khéo nha quý cô chú chị, mã số 14 ha. Em này được 16 à? Dạ, quanh 16. Chiều cao được 50. Rồi mã số 14 này em giao luôn với anh chị là 700 ngàn anh chị ơi. Dạ 700k, mã số 14. Rồi 15 một cây lực cô chú. 15 nè anh chị. Củ tròn do nha. À, số 15. 15 là một cây da đẹp anh chị ơi. Quá xinh cái củ. Chân vàng da dày ghép đen bạc anh chị. Lùng lực dễ thương ha. Lùng lực con ớt, lùng lực cái ớt nè, lùng lực đẹp nha anh chị. Em ra sát cái củ ớt nha anh chị. Để em ra vị trí gì là được là 25 nha anh chị. Dạ, rồi, phần vị trí đó là 25. Chiều cao được 21. Rồi mã số 15 này em giao luôn với anh chị là 600 ngàn anh chị ơi. 600k, mai vàng lùng lực đế cũ cô chú ơi. Mã số 16. 16. Rồi cái này dán quái nha cô chú anh chị. 16 là một cây quái nha anh chị. Cây dán quái nó nằm ha, nó nằm đó, đẹp luôn, gặp quái nha anh chị, giống như một con thú đang nằm vậy cô chú chị ha, ngoái cái đầu qua một bên ha. Dạ rồi có xin qua luôn cây mã số 16. Em đo cho chú chơi chị ơi, là được 14 anh chị. Dạ quanh 14 nha cô chú. Hình thú nó nằm được là 20. Dạ. Chiều cao được 47. Rồi mã số 16 em giao lưu với anh chị là 1 triệu đồng chẵn anh chị. Rồi 1 triệu quý cô chú ơi, mã số 16 1 triệu ha. Mã 17. Mã số 17 cũng là một cây mai. Đấy, một cây rất đẹp cũng đại đại chị ạ. Nhỏ mà tổng giới lực nha quý cô chú anh chị. Cây mai vàng ha, mã số 17. Dạ rồi. Và em này được 18 à. Dạ quanh 18. Chiều cao kinh tốn nha. Chiều cao được 25. Chiều cao 25, cây kéo nhựa. Rồi mã số 17 em giao luôn với anh chị là 350 ngàn chị ơi. Rồi 350 nha cô chú, mã số 17. Dạ số 18. Số 18 ha. Một cây dán trực nha cô chú. Dạ rồi. Quả năm này được 15. Dạ quả 15. Chiều cao 33. Rồi mã số 18 em giao luôn anh chị à, 300 ngàn anh chị. Rồi 300k, mã số 18. Dạ mã số 19. Rồi cây mai vàng đế cũ luôn cô chú anh chị ơi. Dán hơi lai thú ha. Có nguyên cái bệ lưng quá trùng tròn do luôn. Rất đẹp anh chị ơi, là cái cũ nè anh chị. Cái này em đo hai chỉ cho anh chị coi anh chị. Trên cổ có cổ này được 18 nè. Em đo cổ cái cũ nó về được là 30. Chiều cao nó được là 55. Rồi mã số 19 em giao lưu với anh chị là 700 ngàn anh chị. Rồi 700k cô chú anh chị nha. Tiếp tục mã số 20. 20 à, một cây mai vàng dán trực luôn à, để đẹp luôn, rất là già cây nha cô chú. Để nè cô chú chị ha. Dạ rồi. Rồi nãy này được là 25. Chiều cao 46. Rồi mã số 20 em giao luôn với anh chị là 800 ngàn anh chị ơi. Dạ 800k, mã số 20. 21. Rồi 21. Cái này phơm khá là cao, cũng là đế cũ nở nha cô chú anh chị. Lô này đế rất là khéo đẹp luôn cô chú anh chị mình nha. Tới cây tàn nhỏ. Đế quá khéo nha cô chú anh chị. Về cô chú chị mình chỉnh tiểu là gan nguyên một mình con thú luôn này ha, nó có cái đùi quá, cứ cái đùi luôn. Em này là được 20. Dạ quanh 20. Chiều cao được 75. Dạ. Để chởm lên được 15.
Rồi mã số 10, số 21 này giao lưu với anh chị là 1.300.000 anh chị. Dạ, 1.300.000 cô chú ơi, mã số 21. Rồi 22. 22. Mai vàng, mã số 22 nha quý cô chú. Bữa nay là giá hữu nghị dễ cho anh chị ơi. Để cộng rất là lực nha cô chú anh chị. Em này được là 20. Dạ, hoành 20. Chiều cao 40. Dạ. Rồi mã số 22 này em giao luôn chị là 400.000 anh chị. Dạ, 400k. 22. 23. Rồi cái lùng lực nha cô chú anh chị nha. Mai vàng mã 23, số 23. Dạ, cái lùng lực luôn anh chị. Mai vàng già cây hôi đầu vườn như quý cô chú anh chị ha. Vậy mình dép mình chơi để vàng hết cô chú anh chị. Mã số 23. Dạ rồi. Em này được 20. Dạ 20. Mã 23 là có thẹo này nha anh chị. Dạ. Chiều cao 30. Rồi mã số 23 em giao luôn cho anh chị cũng 300.000 anh chị ơi. Dạ 300k, mã số 23. Đây, 24 luôn, một cái lùng lực luôn. Mã số 24. 24. Một cái lùng lực nha anh chị. Mã chi luôn nha cô chú anh chị. Để đẹp luôn nha cô chú ơi, cái mã số 24. Quần em này được 23. Dạ, hoàng 23. Chiều cao 30. Rồi mã 24 em giao luôn với chị là 700.000 anh chị. Dạ, 24, 700k. 25. Lùng lực luôn cô chú ơi. Mai vàng mã số 25, một cây lùng lực ha. Mấy cây này kéo nhựa hết rồi, rất là khỏe cây nha quý cô chú anh chị. Về là để đâm một chút xíu nữa là mình xả bầu mình trồng mình ghép ha. Vừa chơi Tết luôn. Em này được là 20. Dạ, hoàng 20. Chiều cao 22. Rồi mã 25 em giao lưu với anh chị là 400.000 anh chị. Dạ, 400k. 25. 26. Rồi, mai vàng 26. Rồi, để đẹp luôn nha cô chú. Cây nhỏ mà để khéo hay cũng nở nha cô chú chị. Dạ, cây ha. Cái lô này già cây cho anh chị ơi. Em này là 17 à. Dạ, quanh 17 cô chú anh chị. Chiều cao được 57. Dạ. Rồi mã số 25 này, 26 này em giao lưu với anh chị là 700.000 anh chị. Dạ, 700k, mã số 26. Mã 27. Rồi, mã số 27. Mai vàng, mã số 27. Đẹp luôn cô chú anh chị. Đế là đẹp anh chị. Nhỏ nhỏ mà đế là đẹp kìa. Em này hoành 17. Dạ, hoành 17. Chiều cao 47. Rồi mã 27 em giao luôn anh chị là 700 luôn anh chị ơi. Rồi 700k, mã số 27. Mã 28. 28 cây này lên Gia Me luôn rồi cô chú anh chị nha. Rất là già cây ha, đế hơi non nha. Chi cành đầy đủ luôn nha cô chú chị, cây lâm tường rất là khỏe. 28 già cây chơi anh chị. Hả, số 27, 27, 28 chú 27 chứ hả? À, 28. 28, hả, số 28. À, một cây dáng hơi siêu, đế rất là biết bìm bìm luôn. Nhỏ nhưng mà để đẹp nha quý cô chú anh chị. Nhỏ mà để có vỏ ha. Em này được 18 à. Dạ, của anh là 18. Chiều cao nó được là 70. Đế sớm lên là được 1 tắc. Dạ. Rồi cây 28 em giao luôn với anh chị là 1.200.000 anh chị ơi. Dạ, 1.200.000 quý cô chú ơi. 29 một cây mai vàng. Dạ, mai 29 là mai, cây mai vàng của mai cuối anh chị. Cuối rồi, lít mai này anh chị. Tàn dù cô chú anh chị về mình lọc lá. Tàn về chơi này chơi tàn Tết luôn chị. Dạ, một cây tàn dù đế đẹp luôn cô chú anh chị. Đế đẹp anh chị. Để kính bầu luôn. Nhỏ mà đẹp mà có cái này hành phẩm luôn chị ơi. Về là cô chú chị chỉ cần dưỡng thôi ha, lọc lá sơ rồi nha.
cho nó dưỡng lá mới ha cô chú anh chị nha. Không gà không có phân thuốc gì hết ha. Em này được 15 anh chị. Chiều cao được 90. Rồi mã 29 em giao lưu với anh chị là 400.000 anh chị ơi. Rồi 400k, số 29 400k. Một cây mai vàng 400k nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip là hôm nay cô em cũng cảm ơn chị gần xa cũng ủng hộ em mấy clip vừa qua. Rồi hôm nay em cũng về được 29 phôi. Em mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Rồi cô chú anh chị mua hết clip tặng bịch tùm vụt luôn, chảy nước miếng nãy giờ luôn nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị ha.